Thưa quý vị và các bạn, những quy định về chế độ kinh tế và vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một trong những nội dung giành được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo nhân sĩ, trí thức và nhân dân trong quá trình tham gia góp ý cho dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. So với hiến pháp hiện hành thì dự thảo hiến pháp sửa đổi đã đưa ra một số quan điểm khá mới về những quy định này. Và cuộc trao đổi ngay sau đây giữa biên tập viên Quang Minh và tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta có thêm thông tin về vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, so với hiến pháp hiện hành, dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 có khá nhiều điểm mới quy định về chế độ kinh tế và vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, dự thảo sửa đổi bổ sung mà thực chất là gộp tới 6 điều thành một điều với quy định các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật. Như vậy là dự thảo hiến pháp đã không còn quy định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo cùng với kinh tế tập thể trở thành nền tảng của nền kinh tế như trong hiến pháp hiện hành nữa. Vâng, thưa tiến sĩ Trần Du Lịch, ông nhận xét như thế nào về điểm mới này trong dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992? Trước hết thì tôi hoàn toàn ủng hộ cái cách sửa đổi và cái cơ cấu gộp hai cái chương về chế độ kinh tế và cái chương về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, môi trường là một chương chung. Nó phù hợp với cái tính chất một cái của bản hiến pháp là quy định những vấn đề căn bản mà không đi vào những cái chi tiết, những vấn đề mà nó phát sinh, nó thay đổi trong quá trình vận hành của nền kinh tế cũng như vận hành đất nước nói chung. Trong cái chương chung về kinh tế văn hóa xã hội lần này, riêng cái phần về kinh tế thì chúng ta đó là tập trung đi sâu có mấy điểm thôi, cơ bản thôi. Thứ nhất là xác định cái mô hình phát triển kinh tế Việt Nam là mô hình gì thì chúng ta đã nêu rõ về mô hình. Điểm thứ hai đó là chúng ta làm rõ, đây là cũng tư tưởng trong chiến lược, cũng cương lĩnh của đảng, đó là các thành phần kinh tế bình đẳng là những bộ phận quan trọng cấu thành của nền kinh tế Việt Nam. Và trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tôi nghĩ rằng đó là mỗi thành phần nó có vị trí vai trò nhất định trong từng giai đoạn phát triển của quá trình công nghiệp hóa. Nếu chúng ta nhìn cái quá trình dài hạn từ nay đến giữa thế kỷ 21, đó là quá trình đưa nước ta thành nước công nghiệp hiện đại phát triển, thì trong quá trình đó, mỗi giai đoạn 5 năm, 10 năm, vai trò của mỗi cái thành phần kinh tế có thể thay đổi khác nhau, nhưng đều là tập trung chung, đó là những bộ phận quan trọng của nền thế nước. Nên do đó cái việc quy định hiến pháp lần này không đi vào chi tiết từng loại thành phần mà khái quát như vậy là phù hợp. Thưa ông Trần Du Lịch, vậy phải chăng có thể hiểu là vai trò kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể đã không còn được hiến định nữa, thì quan điểm cho rằng nền kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 đã được xác định tại Đại hội Đảng lần thứ 11 đã không còn phù hợp, và sự thay đổi như dự thảo thì liệu có ảnh hưởng đến định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường tại Việt Nam? Tôi không nghĩ như vậy. Trước hết ấy, thì chúng ta cần làm rõ, lâu nay dường như chúng ta có một sự nhầm lẫn là giữa kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước là một lực lượng, là một bộ phận cấu thành kinh tế nhà nước. Và từ Đại hội 9 là chúng ta cũng đã khẳng định là kinh tế nhà nước chủ đạo chứ không phải là doanh nghiệp nhà nước chủ đạo. Đó là vấn đề chúng ta cần làm rõ. Điểm thứ hai đó là cương lĩnh hay là đại hội chiến lược nói kinh tế là nước chủ đạo. Trong quá trình chúng ta khẳng định là các thành phần kinh tế là quan trọng trong từng giai đoạn, thì cái việc điều hành chính sách ấy, để phát huy vai trò chủ đạo của từng cái đối tượng nào thì nó tùy thuộc vào chính sách của nhà nước. Như vậy thì rõ ràng, ví dụ trong chiến lược 10 năm tới, chúng ta nói rằng là chúng ta có thể là do cái nhu cầu công nghiệp hóa, những lĩnh vực, những ngành nghề mà thị trường chưa có thể đáp ứng được, thành phần kinh tế khác không làm được, thì kinh tế nhà nước, trong đó có doanh nghiệp nhà nước, tập trung để dẫn dắt đầu tư, để tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khác cùng phát triển, thì cái vị trí vai trò trong giai đoạn lịch sử đó là cần khẳng định. Nhưng mà tôi ví dụ trong một giai đoạn khác, khi mà các thành phần kinh tế có thể làm thì nhà nước có thể thay đổi, còn không nhất thiết phải làm những cái mà các thành phần kinh tế có thể làm. Như vậy thì rõ ràng đó, chúng ta thấy giữa hiến pháp và cái việc điều hành kế hoạch 5 năm, 10 năm là nó về cơ bản á, thì cái tư tưởng hiến pháp nó chủ đạo, nhưng tạo một cái không gian, một cái dư địa
để điều hành chính sách linh hoạt. Chúng ta không nên trói chặt những vấn đề bất di bất dịch vào hiến pháp, bởi vì hiến pháp làm đạo luật nó lâu dài chứ không phải 5 năm, 10 năm. Vì do đó phải nói lại là trong chương kinh tế quy định những vấn đề cốt lõi như vậy để thấy được mô hình phát triển của Việt Nam là mô hình gì, là cái thông điệp rõ là các thành phần kinh tế bình đẳng như thế nào, vai trò quan trọng của đất nước như thế nào, để cùng động viên mọi nguồn lực cho sự phát triển, như vậy là phù hợp. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam thì chúng ta cần phải nhìn nhận vai trò của kinh tế nhà nước cũng như là nhà nước như thế nào, và kinh tế nhà nước cần phải làm như thế nào để có thể phát huy tốt hơn vai trò của nó trong nền kinh tế tại Việt Nam ạ? Tôi cho rằng là để định hướng phát triển một đất nước thì cái tùy thuộc lớn nhất đó là thể chế kinh tế. Về chính sách, chúng ta muốn động viên, muốn thúc đẩy phát triển nào là thể chế, cái mà chủ đạo lớn nhất, quan điểm của tôi đó là về thể chế. Còn cái lực lượng vật chất của nhà nước cũng rất quan trọng, nhưng vấn đề thịnh hướng về thể chế là quan trọng hơn. Thì cái đó là cái mà chúng ta cần kiên trì để hoàn thiện thể chế, như mà cái chương trình, cái cương lĩnh hay là cái chiến lược 10 năm và chúng ta đã nêu là một trong ba đột phá chiến lược là hoàn thiện về thể chế kinh tế, thì cái đó sẽ tạo sự dẫn dắt cho thị trường và các thành phần kinh tế đi theo. Vâng, xin cảm ơn ông. Như vậy là mặc dù dự thảo hiến pháp không hiến định vai trò của kinh tế nhà nước, nhưng kinh tế nhà nước vẫn sẽ tiếp tục có vai trò hết sức quan trọng trong hiện tại và trong tương lai đối với sự phát triển của đất nước, và là một công cụ chủ yếu để nhà nước điều tiết nền kinh tế vĩ mô cũng như thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Du Lịch đã tham dự chương trình cùng với chúng tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đúng là những nội dung mới về chế độ kinh tế và vai trò của kinh tế nhà nước được đề cập trong dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 là những vấn đề giành được sự quan tâm của nhiều người trong quá trình góp ý cho dự thảo hiến pháp sửa đổi. Đây cũng là một trong những nội dung chủ đạo được nhiều chuyên gia kinh tế đề cập. Hiến pháp 1992 liệt kê các thành phần kinh tế và quy định rõ vai trò của các thành phần. Tuy nhiên, dự thảo sửa đổi đã giản lược nội dung này. Phó trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi lý giải, sửa đổi như vậy để tính khái quát cao hơn, dễ thích ứng hơn với sự phát triển nhanh của các thành phần kinh tế. Có thể trong đại hội đảng, trong một nhiệm kỳ, ngay cả trong một nhiệm kỳ đại hội đảng, đấy, và sau một kỳ đại hội đảng, thì cái tên của từng thành phần kinh tế là có thể có những cái phát triển bổ sung. Cho mà như thế là phải sửa hiến pháp. Cho nên cuối cùng là đi đến thống nhất là so với cái bản trình là chỉ nói rằng các thành phần kinh tế thôi. Điểm mới trong dự thảo là việc ghi rõ sự bình đẳng của các thành phần kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Quang Minh cho rằng đây là một sửa đổi quan trọng. Tuy nhiên, việc dự thảo không quy định vai trò của mỗi thành phần kinh tế và cụ thể không quy định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước như Hiến pháp 1992, ông Minh nhận định điều này không có nghĩa là hạ thấp vai trò của kinh tế nhà nước. Điều đó không có nghĩa là làm hạ thấp vai trò của kinh tế nhà nước, mà ở đây theo quan điểm của tôi đó, là vai trò của kinh tế nhà nước hay của bất kỳ thành phần kinh tế nào không phải ở chỗ là nó được ghi một hay hai chữ trong cái văn bản pháp luật hay là trong hiến pháp, mà vai trò đó phải được thể hiện trong cái sự hoạt động của nó trong thực tiễn, là cái sức cạnh tranh của nó, cái khả năng hiệu quả kinh tế xã hội, và đặc biệt là cái sức chi phối của nó trên thị trường theo đúng cái luật của thị trường. Cái đó mới là cái thiết thực và cái quan trọng. Bàn về việc có nên quy định rõ vai trò của kinh tế nhà nước trong hiến pháp hay không, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc vừa có bài phân tích trên tạp chí Cộng sản. Trong đó nhận định cần bổ sung và khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Giống như trong một gia đình, có nhiều con thì phải xác định là phải có người con cả. Mặc dù các con đều được bố mẹ đối xử bình đẳng như nhau về cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng mà trong nhiều người con ấy thì phải xác định trách nhiệm của người con cả. Ở đây cũng thế. Trong nền kinh tế nói chung thì phải xác định thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Cái chủ đạo ở đây nó thể hiện ở mấy chỗ. Kinh tế nhà nước nó là cái lực lượng vật chất để nhà nước điều tiết nền kinh tế vĩ mô nói chung. Ví dụ như là khi tỷ giá tăng cao thì nhà nước có thể tung dự trữ ngoại tệ ra để mà kiểm soát cái tỷ giá này. Hoặc là khi có vấn đề này và vấn đề khác như là thiếu ăn trong cái thời kỳ giáp hạt thì nhà nước tung dự trữ gạo, dự trữ ra để mà cứu đói cho những cái vùng mà bị đói, vân vân.
Trước thực tế hoạt động thua lỗ gây thất thoát tài sản nhà nước của một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong thời gian qua, ông Vũ Văn Phúc cho rằng đó không phải là bản chất của doanh nghiệp nhà nước, càng không phải bản chất của kinh tế nhà nước. Đó là do bất cập từ cơ chế và sự quản trị yếu kém của các doanh nghiệp nhà nước này. Ông Phúc khẳng định không thể vì một số con sâu làm dầu nồi canh mà phủ định sạch trơn vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước nói riêng và kinh tế nhà nước nói chung. Chúng tôi tin rằng là thời gian tới đây khi chúng ta tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là tái cơ cấu các tập đoàn tổng công ty nhà nước. Các tập đoàn tổng công ty hay nói chung là doanh nghiệp nhà nước mạnh lên, góp phần làm cho kinh tế nhà nước mạnh lên, thì cái vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước sẽ được thể hiện một cách rõ ràng hơn, một cách vững chắc hơn, và đó là chỗ dựa để cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chúng ta phát triển một cách nhanh và bền vững như là đường lối chủ trương của Đảng đã nêu và cũng là đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Không chỉ bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, kinh tế nhà nước còn bao gồm các tài nguyên và nguồn lực quốc gia khác. Nhiều ý kiến nhận định cần có cái nhìn rộng hơn về khái niệm kinh tế nhà nước để có thể đánh giá chính xác vai trò của thành phần kinh tế này. Vâng, vừa rồi là những nội dung góp ý về vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được nêu trong dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Sau đây biên tập viên Minh Hường sẽ tiếp tục chương trình với các ý kiến góp ý về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 92 đã được đăng tải trên các báo. Xin mời chị Minh Hường. Vâng, xin cảm ơn anh Quang Minh. Độ kinh tế là một chương quan trọng trong Hiến pháp 1992. Sau hơn 20 năm thực hiện Hiến pháp 1992, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, tại thời điểm này, trước những yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, của định hướng xây dựng và phát triển toàn diện đất nước trong giai đoạn mới, đặt ra những yêu cầu bổ sung, sửa đổi trong dự thảo Hiến pháp về chế độ kinh tế đã trở nên rất cần thiết. Phần điểm báo hôm nay xin được điểm một số bài viết phân tích những điểm mới trong dự thảo về vấn đề này. Trong một bài viết đăng trên báo Nhân dân, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Nam, giảng viên khoa luật Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phân tích, một trong những điểm mới của dự thảo là đã thừa nhận tồn tại của nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế là một trong những đặc trưng của kinh tế thị trường, khẳng định các thành phần kinh tế đều là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế và ghi nhận nguyên tắc tự do, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, hợp pháp. Ông Trần Văn Nam bày tỏ quan điểm tán thành với dự thảo theo hướng không nêu cụ thể các thành phần kinh tế, mà chỉ xác định các thành phần kinh tế là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế. Lý giải của tiến sĩ Trần Xuân Nam cho rằng, hiện nay chỉ có một luật đầu tư 2005, một luật doanh nghiệp năm 2005 áp dụng cho tất cả các thành phần kinh tế là phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội và quá trình xây dựng pháp luật, không cần phải liệt kê tất cả các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, cũng như ghi nhận vai trò cố định của từng thành phần trong hiến pháp. Còn mô hình, vị trí, vai trò của từng thành phần kinh tế sẽ được xác định trong các văn bản quy phạm pháp luật dưới hiến pháp. Còn tại một cuộc tọa đàm do báo điện tử Chính phủ tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia Bộ Tư pháp cũng đã đưa ra nhiều ý kiến phân tích khá cụ thể và rõ ràng nhằm giải thích lý do tại sao trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 khi quy định về mô hình nền kinh tế ở nước ta là mô hình nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa lại không định danh cụ thể số lượng và tên của từng thành phần kinh tế trong nền kinh tế như Hiến pháp hiện hành. Ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Kinh tế thuộc Bộ Tư pháp phân tích, những quy định về chế độ kinh tế trong Hiến pháp 1992 có đặc điểm mang tính liệt kê rất cụ thể. Đó là liệt kê về chế độ sở hữu, liệt kê về thành phần kinh tế. Đồng thời, các quy định trong Hiến pháp 1992 cũng mang tính định vị rõ nét. Quay trở lại với những điểm mới trong dự thảo sửa đổi hiến pháp lần này, không liệt kê và định vị các thành phần kinh tế, ông Dương Đăng Huệ nhấn mạnh, ban soạn thảo đi đúng hướng, bởi vấn đề kinh tế không phải là cơ bản nhất của hiến pháp, bởi lẽ hiến pháp là nhân quyền và phân quyền. Dưới góc độ là một chuyên gia pháp lý, ông Dương Đăng Huệ góp ý có thể không liệt kê các hình thức sở hữu, nhưng phải ghi rõ các hình thức sở hữu được nhà nước bảo hộ như nhau bằng các phương tiện như nhau. Cũng tại cuộc tọa đàm này, ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phân tích, dự thảo sửa đổi hiến pháp quy định các thành phần kinh tế bình đẳng là phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và định hướng phát triển kinh tế thị trường. Hiện nay khi vấn đề này đưa ra thì có quan điểm cho rằng lấy gì để đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường của chúng ta khi bỏ đi yếu tố này. Nhưng theo Thứ trưởng Hoàng Thế Liên thì quy định như trong dự thảo sửa đổi hiến pháp là phù hợp với cam kết quốc tế. Còn việc đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa như thế nào sẽ có chính sách của Đảng, Nhà nước,
Ngoài ra, khi liệt kê thì có thể không thể đầy đủ bởi sự biến động liên tục về thành phần sở hữu, khiến cho hiến pháp phải sửa đổi nhiều, trong khi chúng ta khẳng định hiến pháp là đạo luật gốc có sức sống. Lâu dài.